Cho một ít bột nghệ vô, một ít bột ngọt và muối. Món lẩu hôm nay đặc biệt là không thể thiếu lá lốt này nha các bạn. Cho một ít sa tế vô. Giờ ớt nó đã săn lại rồi, mình sẽ cho hành với ngò gai vô. Cho thêm nước mắm. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước cốt chanh vô. Nồi lẩu của mình nó đã sôi rồi, giờ mình sẽ cho tàu hũ vô. Sẽ cho cái phần ếch này vào luôn. Thank you.
sôi rồi, giờ mình sẽ cho lá lốt vô. Mình sẽ cho thêm nấm vô. Các bạn cũng thưởng thức chung với mình nha. Ớt này là ớt đồng nha các bạn. Rồi nó thành xong nè. Có cái vị lá lốt đó các bạn, ăn nó hơi lạ lạ. Mình sẽ gấp thêm cái đùi nữa nha các bạn. Ớt nó rất là ngọt á. Mình sang miếng ớt cho nó cay cay. Giờ sang thử một miếng măng nha. Từ mà nãy giờ sai mọi quên uống bia nữa các bạn ơi. Ăn món này á, mà uống bia thì nó hơi sai sai á, đáng lẽ là phải uống rượu á. Mời các bạn nha. Trời nó ngon. Nãy mình thấy có cái trứng, trứng của con ếch nè, để mình ăn thử nè. Cái trứng nó rất là béo đó các bạn. Các bạn cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye, I love you.